Thưa quý vị, nước Mỹ đã tạm thời cấm các máy bay dòng Boeing 737 MAX hoạt động trên không phận của nước này. Lệnh cấm được Tổng thống Donald Trump tuyên bố vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Trước đó, thì một máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Ethiopia đã bị rơi. Toàn bộ 157 người trên máy bay đã thiệt mạng. Như vậy, Mỹ đã trở thành nước mới nhất trong số hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tạm ngừng khai thác Boeing 737 MAX hoặc là đóng cửa không phận đối với dòng máy bay này. Phóng viên Trường Sơn đưa tin từ Mỹ. Từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ban hành lệnh khẩn cấp cấm bay trên không phận Mỹ với tất cả các máy bay Boeing 737 MAX 8, 737 MAX 9 và những máy bay gắn với dòng sản phẩm này. Các máy bay đang trên hành trình sẽ tiếp tục nốt chuyến bay, sau đó sẽ phải nằm yên tại sân bay đến cho tới khi nào có thông báo mới. Các phi công đã được thông báo, tất cả các hãng hàng không đã được thông báo, các hãng hàng không đã đồng ý với lệnh cấm này. An toàn của người dân Mỹ và tất cả mọi người là mối quan tâm lớn nhất của chúng ta. Tại Mỹ, chỉ có 3 hãng hàng không còn sử dụng loại máy bay Boeing 737 MAX là American Airlines, Southwest Airlines và United Airlines. Một ngày trước tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA vẫn cho rằng chưa thấy dấu hiệu dòng Boeing 737 MAX không đảm bảo an toàn. Nhưng sau đó, cơ quan này đã thay đổi quan điểm, ra lệnh cấm bay vì những dữ liệu và chứng cứ mới được phát hiện tại hiện trường vụ rơi máy bay của hãng hàng không Ethiopia. Vào thời điểm Tổng thống Donald Trump công bố lệnh cấm bay đối với các máy bay thuộc dòng Boeing 737 MAX, thì có khoảng 30 chiếc máy bay thuộc dòng này đang bay trên không phận của nước Mỹ. Các hãng hàng không Mỹ còn đang sử dụng Boeing 737 MAX thì cho biết họ đang tiến hành sắp xếp lại đội tàu bay để phục vụ hành khách. Và dự kiến thì có thể sẽ xảy ra tình trạng trễ chuyến, chậm chuyến đối với những chuyến bay của các hãng này trong thời gian tới. Trường Sơn, phóng viên truyền hình Việt Nam đưa tin từ Mỹ. 737 MAX vốn là một dòng máy bay bán chạy nhất của Boeing trong nhiều năm qua rồi. Thế nhưng đến lúc này thì nhiều quốc gia đã ngừng khai thác và chưa biết là việc dừng khai thác này sẽ kéo dài trong bao nhiêu lâu. Đây rõ ràng là những thông tin không tốt chút nào cho Boeing cả. Được biết là trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định là tạm ngừng hoạt động 737 MAX ở Mỹ thì ông đã có một cuộc nói chuyện với giám đốc điều hành của hãng Boeing là Dennis Mellenberg. Liệu có phải đã có những chứng cứ mới khiến cho chính phủ Mỹ đi đến quyết định này hay là không? Và hiện chúng tôi đang kết nối với phóng viên Trường Sơn, thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Anh Trường Sơn, như trong phóng sự mà anh vừa thực hiện thì có đề cập tới việc là cơ quan hàng không Liên bang Mỹ đã thay đổi quan điểm của mình, tức là từ ủng hộ tiếp tục cho bay sang lệnh cấm bay vì những dữ liệu mới được phát hiện. Vậy cụ thể thì những dữ liệu mới phát hiện này là gì ạ? Và hãng Boeing phản ứng như thế nào trước lệnh cấm này của chính phủ Mỹ ạ? Vâng, đó là việc Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho rằng họ phát hiện một số điểm giống nhau giữa hai vụ tai nạn máy bay Boeing 737 MAX gần đây. Một là vụ tai nạn của hãng hàng không Ethiopia và là một của hãng Lion Air tại Indonesia. Vì thế, cơ quan này nhận thấy cần phải tiến hành điều tra thêm về khả năng hai vụ tai nạn này có chung nguyên nhân nào đó. Trước đó, thì cơ quan hàng không liên bang của Mỹ cũng đã nhận được hơn một chục báo cáo về vấn đề an toàn của dòng máy bay Boeing 737 MAX. Ít nhất thì hai phi công đã có báo cáo về hiện tượng đầu máy bay bị chúi xuống trong một khoảng thời gian ngắn khi phi công vận hành tính năng tự lái tự động đối với máy bay. Về phản ứng của Boeing, thì ngay sau khi Tổng thống Donald Trump công bố lệnh cấm bay, hãng Boeing đã ra thông cáo nói rằng chính hãng này đề xuất lên Cục Hàng không Liên bang Mỹ tạm thời ngưng hoạt động của tất cả 371 chiếc máy bay Boeing 737 MAX trên toàn cầu. Boeing coi lệnh cấm của chính quyền Mỹ là một bước đi phòng ngừa chủ động và hãng cam kết sẽ phối hợp với các nhân viên điều tra tìm hiểu nguyên nhân của các vụ tai nạn, đồng thời tăng cường các biện pháp an toàn và hỗ trợ để đảm bảo không xảy ra các vụ tai nạn tương tự. Lời lẽ như thế thì có nghĩa là Boeing vẫn chưa cho rằng họ phát hiện ra bất cứ điều gì không an toàn đối với dòng sản phẩm Boeing 737 MAX của mình. Xin mời trường quay. Vâng, xin cảm ơn anh với những thông tin vừa rồi. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị những diễn biến tiếp theo của vụ việc này trong những bản tin sau.